Gia Lai 37 dự án đạt giải khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc hết thời hạn sử dụng nhãn hiệu OCOP đối với 78 sản phẩm được công nhận tại quyết định số 743 QĐUBNJ ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Gia Lai đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Hơn 16 tỷ đồng bồi thường để thu hồi đất triển khai đường hành lang kinh tế phía Đông. Hỗ trợ 13 triệu đồng cho gia đình có hai cháu nhỏ tử vong do ăn thịt cốc. Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội có đăng tải một quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao 392 ha đất trồng rừng cho một doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua xác minh, quyết định này có dấu hiệu giả mạo và hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang điều tra làm rõ. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử ngày 14 tháng 1 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 1, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học lần thứ 10 năm học 2023-2024 đã bế mạc tại trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với 37 dự án đạt giải. Theo đánh giá của ban tổ chức, các dự án dự thi năm nay có sự đồng đều giữa các lĩnh vực, một số dự án có hàm lượng khoa học khá cao. Công tác tổ chức đánh giá các dự án đảm bảo khách quan, công tâm, công bằng. Các tác giả, nhóm tác giả có phương pháp nghiên cứu khoa học, đầu tư theo chiều sâu, Minh chứng khoa học về quá trình nghiên cứu được thể hiện rõ trong hồ sơ đăng ký dự thi và sổ tay nghiên cứu khoa học của học sinh. Qua 3 ngày thi, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 37 dự án xuất sắc để ban tổ chức trao giải, gồm 5 giải nhất, 7 giải nhì, 12 giải ba và 13 giải tư. Theo đó, giải nhất đã thuộc về các dự án đánh giá hiệu quả sử dụng bộ công cụ giáo dục kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích dành cho trẻ em từ 8 đến 10 tuổi, vùng dân tộc thiểu số huyện Chư Brông, tỉnh Gia Lai, của học sinh trường trung học phổ thông Pleme, huyện Chư bảo tồn phát huy di sản văn hóa và bảo vật quốc gia tỉnh gia lai thông qua bảo tàng ảo của học sinh trường trung học phổ thông chuyên hùng vương thành phố pleiku bít tất kháng khuẩn và khử mùi của học sinh trường trung học phổ thông nguyễn bình khiêm huyện chư sê nghiên cứu bào chế một số sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đường hô hấp từ các hoạt chất được tách chiết trong cây đại bi plumia pansamifra và robot with artificial intelligence and interest optin connection in claphysin was đều của học sinh trường Trung học phổ thông Chi Lăng thành phố Pleiku. Ngoài ra, trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng cũng đã bình chọn và trao thưởng cho 50 dự án theo tiêu chí của trường, trong đó có 38 dự án tiềm năng, 500.000 đồng một dự án, 7 dự án sáng tạo, 900.000 đồng một dự án và 5 dự án đặc biệt, 1 triệu đồng một dự án. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức cũng đã công bố hai dự án xuất sắc nhất đại diện cho tỉnh Gia Lai tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc hết thời hạn sử dụng nhãn hiệu ô cốp đối với 78 sản phẩm được công nhận tại quyết định số 743 QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể, giấy chứng nhận của 107 sản phẩm ô cốp được cấp cho các chủ thể theo quyết định số 743 QĐUB NG ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, đến nay có 78 trên 107 sản phẩm không tham gia đánh giá, phân hạng lại. Trong đó có 12 sản phẩm ô cốp 4 sao và 66 sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Vì vậy, theo quy định, các chủ thể sẽ không được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm ô cốt logo OCOP có gắn sao để in dán trên bao bì nhãn mát đối với các sản phẩm của mình khi lưu thông, tiêu thụ trên thị trường kể từ ngày hết hiệu lực ngày 26 tháng 12 năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý sau thời gian thông báo, nếu các chủ thể vẫn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu OCOP trên sản phẩm đã hết thời hạn chứng nhận sẽ bị xử lý theo quy định tại quyết định số 1162/QĐ-VPDP OCOP ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực chương trình ô cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tổ chức kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định đối với các sản phẩm đã hết thời hạn giấy chứng nhận sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh, đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố thông báo đến các chủ thể có sản phẩm hết thời hạn sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm ô cốp theo đúng quy định tuyên truyền vận động các chủ thể tiếp tục duy trì cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm bổ sung hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá lại sản phẩm để được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu ô cốp theo quy định hiện hành đồng thời các địa phương phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra giám sát xử lý các trường hợp chủ thể vi phạm quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm ô cốp theo quy định của pháp luật trên địa bàn quản lý. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo triển khai nghị quyết số 189 NQCP ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Theo đó, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 189 NQCP ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 NQTVK ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 189 NQCP ngày 16 tháng 11 của Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố theo chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai có hiệu quả nghị quyết số 189 NQCP của chính phủ Cùng với đó, các sở ngành địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 67 CTRTU ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện nghị quyết số 36 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Kế hoạch số 2981KHUPNG ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chương trình hành động số 67 CTRTU của Ban thường vụ tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, rà soát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết số 189 NQCP ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ. Chương trình hành động số 67 CTRTU ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kế hoạch số 2981 KHUBNG ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Đoa vừa có quyết định số 2741 ng phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường hành lang kinh tế phía Đông, đường tránh quốc lộ 19 trên địa bàn xã Hà Bầu, huyện Đắc Đoa, đợt 2. Theo đó, tổng số có 40 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, tổng diện tích đất thu hồi là 49.789 m2 trong đó 930 m2 đất ở tại nông thôn, 44.557,3 m2 đất trồng cây lâu năm, 306,3 m2 đất trồng cây hàng năm khác, 3.995,4 m2 đất trồng lúa. Nguồn gốc sử dụng đất là nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, khai hoang. Đơn vị thực hiện là hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ là 16,037 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Trong đó chi trả cho 40 hộ gia đình cá nhân là gần 15,13 tỷ đồng, gồm bồi thường đất 10,455 tỷ đồng, bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất hơn 1,542 tỷ đồng, bồi thường cây cối hoa màu gần 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hơn 967 triệu đồng, chi phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng gần 908 triệu đồng. Không bố trí tái định cư. Theo quyết định tiến độ thực hiện phương án bồi thường và kế hoạch di chuyển bàn giao mặt bằng dự án là 60 ngày kể từ ngày phương án bồi thường được phê duyệt. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện chịu trách nhiệm lập các thủ tục để nhận kinh phí và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của nhà nước cho tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 11, đoàn công tác do ông Siêu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình chị Siêu Hà Lên, thôn Tà Ron, xã Japan. Gia đình chị Hà Lên có hai con nhỏ tử vong và một con nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai vì bị ngộ độc khi ăn thịt cốc. Thay mặt đoàn công tác, ông Siêu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thăm hỏi độc viên, chi buồn và trao hỗ trợ 13 triệu đồng cho gia đình chị Siêu Hà Lên. Được biết, vào chiều ngày 12 tháng 1, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Chư Sê và các đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi động viên chia buồn với gia đình chị Si Hoa Lên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, trên các trang mạng xã hội có đăng tải một quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao 392 ha đất trồng rừng cho một doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua xác minh quyết định này có dấu hiệu giả mạo và hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang điều tra làm rõ. Theo đó, quyết định này có số 1372 QĐUB ngày 29 tháng 6 năm 2023 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 392 ha đất trống đồi trọc tại tiểu khu 1393 và 1394 thuộc Lâm trường Nam sông Ba huyện Krông Ba cho công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Thiên Phú gia lai mã số doanh nghiệp 5901199809 để sử dụng vào mục đích trồng bảo vệ và phát triển rừng. Trong nội dung quyết định nêu rõ thời hạn sử dụng rừng là 50 năm. Kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2023 đến ngày 29 tháng 6 năm 2037, người được giao đất có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích đất được giao đúng mục đích theo các quy định của pháp luật về đất đai và lâm nghiệp. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thông báo cho tổ chức được giao đất nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật hồ sơ giao đất theo thẩm quyền. Tuy nhiên trao đổi với phóng viên về quyết định này, ông Lưu Trung Nghĩa, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không nhận được văn bản chỉ đạo nào từ Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam sông Ba cho doanh nghiệp trồng rừng. Ngoài ra trong quyết định có đề cập đến việc xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1746 CVNN PTNT ngày 15 tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên trong năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ có văn bản số 1746 SNN PTNT CCCNTI ngày 9 tháng 6 năm 2021 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh dự án sản xuất thức ăn gia súc enzyme. Như vậy có thể khẳng định thông tin trong quyết định này là không chính xác. Có thể đây là dạng làm giả quyết định nhằm mục đích khác nên đề nghị cơ quan chức năng cần phải làm rõ. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh, qua trao đổi ông Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nắm được thông tin này và qua nhận định ban đầu thì đây là quyết định có dấu hiệu giả mạo. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan xác minh làm rõ, đồng thời phối hợp đăng công báo thông tin trên các cơ quan thông tấn báo chí để toàn thể nhân dân nâng cao cảnh giác. thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của báo gia lai điện tử cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại